thưa quý vị, trong số trên 688.000 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến thành công, tính đến hết ngày 8 tháng 5 thì có 52% thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội để thi tốt nghiệp và làm kết quả xét tuyển vào các trường đại học. Điều này cho thấy những ngành học khối xã hội nhân văn đang ngày càng chiếm được vị thế là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay. Nhóm ngành xã hội nhân văn hiện nay có rất nhiều ngành như ngoại ngữ, văn học, quan hệ công chúng, truyền thông, giải trí. Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các kênh thông tin giải trí trực tuyến, lực lượng lao động của những công việc này cần rất nhiều những lao động trẻ, năng động và có sự nhiệt huyết sáng tạo, thậm chí là táo bạo để xây dựng ý tưởng, chủ đề để tăng sự thu hút và chú ý của người tiêu dùng. Với tiềm năng lớn, nhóm ngành về xã hội nhân văn hiện nay rất được các thí sinh quan tâm và lựa chọn. Với thế mạnh đào tạo các nhóm ngành về xã hội nhân văn, Trường Đại học Văn Lang hiện nay có rất nhiều ngành liên quan như các nhóm ngành về ngoại ngữ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, có các khoa Đông phương học, quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện. Thì những cái ngành này nó phù hợp với cái định hướng để các em đi theo các cái tổ hợp môn khoa học xã hội nhân văn. Và đây là những cái ngành phát triển rất mạnh của trường trong 60 ngành. Thì những cái ngành này xu thế càng ngày càng đông và các em là chọn lựa ngày mỗi nhiều hơn so với các năm trước. Thì theo tôi, việc chọn cái bài thi môn khoa học xã hội nhân văn nó phù hợp với xu thế và đúng theo cái hướng và định hướng mà các em đang chọn lựa với những cái ngành nghề mà phát triển sau này. Với sự năng động và nhiều hoạt động học tập trải nghiệm, những ngành xã hội nhân văn của trường đã và đang có sức hút rất lớn với các bạn thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2022. Chào mừng quý vị đến với tiểu mục đối thoại của chương trình Vững bước tương lai. Quý vị thân mến, nhắc đến lĩnh vực văn học, nhiều bạn thí sinh thường cho rằng ngành học này không mấy hấp dẫn, công việc không phong phú. Thế nhưng với ngành văn học ứng dụng của Trường Đại học Văn Lang, có lẽ các bạn thí sinh sẽ có một cái nhìn khác mới mẻ hơn. Và để chia sẻ những điều này, ngay sau đây, Thiên Phước xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với hai vị khách mời của chương trình. Tiến sĩ Hồ Quốc Hùng, Phó trưởng khoa Xã hội nhân văn Trường Đại học Văn Lang. Em xin được kính chào thầy ạ. Xin chào quý vị. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Lê Giang, nguyên trưởng khoa Việt Nam học, nguyên trưởng khoa Văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Em kính chào thầy ạ. Xin chào quý vị. Dạ vâng, em sẽ dành câu hỏi đầu tiên cho thầy Đoàn Lê Giang ạ. Khi mà nhắc đến văn học thì các bạn học sinh và thậm chí là các bậc phụ huynh nữa sẽ nghĩ là ôi ngành này khó, và khi mà tốt nghiệp ra trường không biết là có xin được việc làm dễ hay không. Thì đối với thầy, thầy cảm nhận như thế nào ạ? Thì ngành văn học là có thể nói là một cái ngành rất là truyền thống, đã có từ rất là lâu đời. Thế thì cái cảm giác là nó hơi truyền thống, nó hơi cũ và hơi là khó tìm việc làm thì là cảm giác nó có thật. Thế mà tuy nhiên thì là cuộc sống thì nó thay đổi và cái môn học, cái ngành học nó cũng thay đổi. Cái cơ bản nhất của cái ngành văn học nó là nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ mà. Thành ra là cái ứng dụng của nó rất là rộng rãi. Thì thực ra là trong các cái môn học ở trường phổ thông thì cái môn ngữ văn lại là cái môn mà có tính ứng dụng cao nhất. Các bạn tốt nghiệp, cấp 3 xong ra trường rồi đấy, thì cái kiến thức về cái ngành ngữ văn chính lại là kiến thức có thể nói được sử dụng rất nhiều ở trong cuộc sống, trong học tập. Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai em muốn dành cho thầy Hùng là trong cái bối cảnh mà bùng nổ truyền thông số như hiện nay thì văn học ứng dụng có tiềm năng như thế nào thưa thầy? Đúng là cái cách nhìn về văn học đấy, từ xưa nay trong truyền thống nó hẹp, có cái lý của nó. Nó bắt đầu từ cái cơ cấu của cái ngành học và định hướng nghề nghiệp. Nói thế chứ khi mà cái nghề nghiệp trong cái thời đại nó bùng nổ, nó thay đổi đến nỗi là ta không lường hết được đâu. Không lường hết. Bởi hôm nay ta như thế này mà thời gian nữa nó phát triển đến đâu nữa, trong nhất là kỹ thuật truyền thông thì ta chưa hình dung hết được. Vậy thì văn phải đi theo như thế nào? Đấy là cả một cái câu chuyện mà dài dài. Nhưng mà chỉ có một cái điều là tôi xin khuyên, nếu là các bạn nào có quan tâm đến văn chương, điều đầu tiên tôi cho là cần phải xác định lại là học đại học thì nó khác với học nghề. Một bên học nghề là người ta chỉ cần một vài thao tác, nhưng nếu mà học đại học là anh phải cung cấp cho người ta một nền tảng tri thức, thì cái nền tảng này nó ẩn sâu bên dưới và nó lại tạo ra cái động lực cho anh. Anh sáng tạo như thế nào và ứng dụng vào trong những cái lĩnh vực nghề nghiệp nào, cái đó là quan trọng nhất. Mà các thầy các cô phổ thông đôi khi người ta vẫn chưa đề cập đến cái này. Là bây giờ nó cần phải nhìn đến cái toàn cầu hóa, và lúc bây giờ phải tìm đến cái mối liên thông giữa cái liên văn hóa giữa các dân tộc.
thì anh mới thấy được rằng à, hóa ra cái việc sáng tạo ra cái nhân vật Chí Phèo nó phải từ một cái góc khác chứ không thể nhìn. Mà lâu nay là văn học cứ phản ánh, cụ thể phản ánh thì cũng phải đâu. Từ năm cao cho đến các thế hệ đầu tiên mà họ ảnh hưởng của văn học phương Tây rất ghê. Cái mẫu kiểu nhân vật Chí Phèo là ảnh hưởng của cái mẫu nhân vật của thời đại Phục Hưng như Hamlet. Tức là anh bắt đầu vùng lên phá một cái gì đấy. Và Hamlet đã nổi tiếng bởi cái tồn tại hay không tồn tại. Bây giờ Chí Phèo của ta, ai cho tao lương thiện? Không dễ đâu. Nên anh đứng dưới góc độ đó, nên nhớ là một cái anh chỉ biết nhậu nhẹt, không biết cái gì, làm sao có chữ nghĩa ấy được. Thì cái nào là do ảnh hưởng cái đó. Mà khi anh nhìn như thế từ tiếng, tôi chết rồi. Hóa ra văn học đó, nó bắt đầu bắt cái cầu liên thông đến văn hóa, cái cách nhìn về thế giới nó khác. Và tìm đến cái sự chia sẻ nó khác ngay. Sáng tạo là cái đó. Và văn học cho anh một cái tiềm lực để anh có thể làm được cái điều đó. Để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái từ gọi là văn học ứng dụng, thì cụ thể là khi mà vô trường mình học thì các bạn sẽ được đào tạo những gì ạ? Hiện nay như bên cái trường Văn Lang chúng tôi ấy, phải đi theo hai cái hướng. Một cái hướng truyền thông. Truyền thông thì như các bạn biết, nó liên quan đến rất nhiều, mà nhất là cái sự bùng nổ như của các bạn vừa nói xong ấy, đến chúng tôi theo không kịp ấy. Theo cái hướng bây giờ truyền thông ấy, là nó liên ngành rất ghê. Văn học là cái nền thôi. Cái văn học ngày xưa đấy thì là người ta hưởng thưởng thức, phải cần đọc, phải ngồi đọc và nghiền ngẫm từng chữ. Nhân loại ngàn đời này người ta đi theo hướng đó. Bây giờ thời gian đâu để mà đọc nữa, thì phải đi theo một kiểu khác, phải mở rộng ra. Vậy thì văn học có thể truyền thể sang dạng khác, như ta biết như là hội họa có này, rồi điện ảnh có này, vân vân. Mà cái này nó mở ra nhiều con đường để làm lắm. Tôi thấy thì cái tính ứng dụng của cái chương trình của Đảng Văn Lang là nó rất là cao. Cái lý thuyết ấy, thì giảm rất nhiều. Cốt là làm sao là hướng đến cái đời sống. Thì đời sống bây giờ thì không phải đào tạo là cán bộ. Trước kia cái thế hệ của tôi là như là cán bộ. Mình đi học rồi còn được có học bổng. Ra trường là nhà nước là phân công làm việc. Thế bây giờ thì không phải như vậy. Bây giờ thì chủ yếu nó là các công ty. Thế cho nên là chính Đại học Văn Lang là áp ứng cho những cái thay đổi mới đó. Thì mình thấy là trong cái chương trình của Đại học Văn Lang thì ưu tiên số 1 là cái ngoại ngữ. Thì bây giờ thì làm lĩnh vực nào cũng vẫn cần là phải tiếng Anh tốt thì mới được. Thứ hai nữa là cái lĩnh vực ứng dụng. Ứng dụng thì cho lẽ là bên đó là tôi thấy là thiên về truyền thông nhiều. Thế bây giờ thì những cái thời đại của mình có hình dung là thời đại của truyền thông. Một cái sản phẩm bây giờ làm ra tự động hóa nó là chủ yếu. Chủ yếu bây giờ là vấn đề truyền thông. Để mà làm sao mà giới thiệu sản phẩm đó ở trong đời sống. Kể cả sản phẩm văn nghệ, một bộ phim mà muốn thắng được thì cũng phải truyền thông rất mạnh. Thì tôi thấy là bên Đảng Văn Lang là hướng đến một cái thế giới đó là truyền thông. Sao viết cho tốt, viết cho nó hấp dẫn. Thì mình là cái ngành văn mà, thế là phải làm chủ được cái ngòi bút. Người ta viết là khô khan, thế thì nếu mà anh học văn chương thì anh viết thế nào nó hấp dẫn, nó thu hút. Một sản phẩm mà lại được giới thiệu một cách thu hút, chắc chắn là nó sẽ, cái giá trị nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Trường mình có những cái liên kết gì để mà hỗ trợ việc làm cho các bạn sau khi ra trường không thưa thầy? Hiện nay thì chúng tôi đang tích cực hướng đến một số cái cơ quan truyền thông, rồi thì các nhà xuất bản. Cái người mà viết giỏi mà không khó để mà có thể kiếm tiền đâu. Thực ra ở trong trường học đã là bao nhiêu đâu. Có ý thức thì ra bắt đầu trên cái nền đó anh cứ thế tìm hiểu, học thêm cái này cái kia. Và còn khi mà anh học liên kết với những cái anh khác vào thì anh cho anh cách nhìn mới ngay, có một cái nhìn khác ngay. Và xu hướng hiện nay của văn học nó là như vậy, văn chương không khép kín ở trong vấn đề là tác phẩm, tác giả. Những ngày xưa người ta cũng chán văn chương, nếu mà anh biết tìm cái chỗ đích đáng của nó thì có thể anh thắng, có nhiều cái anh thắng cái bất ngờ đấy. Nếu như mà các bạn mà thí sinh năm nay quan tâm và muốn thi vào trường á thầy, thì còn có những cái kênh thông tin nào để mà mình tìm hiểu thêm về những cái ngành nghề nãy giờ thầy chia sẻ không thầy? Tôi nghĩ rằng là tất cả thông tin đều có hết cả đấy. Trường Văn Lang là làm cái này rất tốt, luôn luôn điều chỉnh thêm cho cái xu thế thời đại như thế nào, cái nhu cầu của người học trong xã hội chúng tôi điều chỉnh ghê lắm. Cái nghiên cứu cái văn học ứng dụng không dễ đâu, và chúng tôi kiên trì đi theo con đường này. Các trường đại học ở trên thế giới đã có mở ra những cái văn học hướng ứng dụng, như Pháp là có gì là văn học này đi về ngôn ngữ này, văn học đi về truyền thông này, để văn học đi về văn hóa gì đấy. Thì thực ra là cái đó, nhưng mà cuối cùng nó đi như thế nào, cái liên kết giữa cái này với ngôn ngữ thì anh làm cái gì, cái này đi theo hướng của văn hóa thì anh làm cái gì, đi theo hướng nghệ thuật điện ảnh anh phải làm cái gì chứ, phải làm. Thì chúng tôi phải chỉ cho ra được cái đó.
để trở sinh viên đi vào học thì chúng tôi mà làm được nhé. Nhưng mà thế này cần một cái, thực sự anh phải yêu nó cơ. Anh phải thích. Cái văn chương nó rất kỳ, một cái chuyện tức là anh ép, kiểu như ép duyên không được. Nó khác với những ngành khác. Anh phải có một chút yêu thích cái đã, và từ cái yêu thích nó cái nhen nhen, cái đẩy và nâng nâng anh lên. Văn chương không phải là không học được những cái gì thì theo đi theo con đường văn chương, và cái đó sẽ khổ cho bản thân các bạn, mà làm cho cái ngành văn của chúng ta mà bị nhìn nó méo mó đi. Dạ vâng, vậy thì thầy có lời khuyên cũng như là có lưu ý gì dành cho các bạn thí sinh đăng ký vào ngành văn học ứng dụng của trường năm nay không ạ? Thế thì hiện nay ở bên Văn Lang là có hai, có một cái ngành mà rất hot, đó là ngành PR, quan hệ công chúng. Có thể là cái lượng thí sinh mà có nhu cầu vào đây là quá lớn. Đó, thì tôi nói là thật, các bạn cứ vào đấy, nhưng các bạn không biết rằng là ngành văn của chúng tôi cũng hướng theo cái nghề đó. Nhưng nó khác một cái là chúng tôi phải đi theo hướng đó trên nền tảng của văn. Thì nó mạnh hơn, nó ổn định bền hơn, và cái năng lực sáng tạo nó lớn hơn. Hãy mạnh dạn đến với văn học đi. Văn học không từ chối ai. Và nếu như các bạn mà biết trân trọng nó thì các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội. Ít nhất là anh trưởng thành hơn. Văn của bạn tốt thì đi đến những lĩnh vực mà bên ngoài văn chương các bạn vẫn làm tốt. Cảm ơn hai thầy rất nhiều vì đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay và cung cấp những thông tin vô cùng bổ ích cho các bạn thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh ạ.